thông tin người gửi. Bế Văn Đoàn, thôn Công 10, xã Chi Phương, huyện Trang Định, tỉnh Lạng Sơn. Đúng không? Nó gửi cây nó bị ấy, nó bị sâu, thế là anh khoét ra mới biết chứ. Nay tiền hôm nay 21 mới tiền bắn về ngân hàng mà không biết được bao nhiêu. Sao cún nhỉ? Súng Mỹ BBR các bạn. Quét này. Mua cho mình xem. Ủa có đi đẹp không hay là mai đi? Nào được, em thích đi đi. Mai đi, kia đi. Nay 17. Nay 13, 23 đây. Cái gì? Cắt cái đấy làm gì? Bị sâu. Bị sâu không? Sâu chỗ này. Bôi keo lên sẹo mà. Cái gì cái kia thì sâu thế? Nó chỉ được thế chứ lúc đầu về nó chẳng vậy. Này, thằng con nó đứng nó đạp luôn cái quay mày quay mới. Nên thằng mất dậy này thế này. Có đúng tâm màn hình nhau em? Hả? Đây có đúng tâm màn hình không? Hả? Dính cái cháu cái ủ không tốt mà. Toàn bị hấp hơi rồi chưa ủ được em. Cháu tươi rồi. Em thua. Cháu tinh tinh tinh. Cây này 600 nghìn nhé. Khả năng là sang tháng mình sẽ chiết hai vào. Hai cây nữa. Không biết được, hỏi mẹ này. Hỏi lại mẹ xem. Hỏi lại mẹ. Bố lấy cho con đi, mẹ bảo đây. Bố đang bận rồi. Bố để cho đấy vừa. Bố đang quay video đây. Và hỏi lại xem.
có chắc chắn quá, khó bọc. Cái này mình mua của một bạn ở Phạm Lạng Sơn. Ai muốn mua cứ liên hệ mình giới thiệu bao chuẩn giống. Cái này hơi đắt tí nhưng quả ăn ngon lắm. Quả sọc đẹp. Tiền nào của đấy các bạn. Mua giống cây đắt thì ăn quả sẽ ngon hơn. Mình không biết loại này phát triển tốt không? Phát triển nhanh hay phát triển chậm? Đầu đất ok, dễ nhiều. Ổn đấy. Mình sẽ bôi keo lên sẹo này. Sau này nó sẽ bị ăn sâu và nó hỏng cây. Mọt. Kiểu hệ mọt. Thế mình bôi vào thì nó liền lại. Không sợ. Bây giờ mang đi trồng thôi. Ai thích mua giống này nên hỏi mình. Giống này rất đáng trồng. Quả ngon. Sai. Mình xin kết thúc video tại đây nhé.